Chào các bạn, tạm gác con mic mất nguồn này và mình sửa bằng cách là lắp con tụ này nhé. Tạm gác sang bên, mình quay video con mic này, mình bảo để 1 tiếng đồng hồ sau mình triển khai ấy, thì mình bật lại xem nó có như nào. Ví dụ như kiểu khách hàng tháo pin ra ấy. Mình để mình tắt tắt nguồn ở đây nhé. Tắt nguồn tức là cách ly pin đúng không ạ? Tắt rồi nhé. Mà mình sẽ để ra 1 tiếng và chúng ta bây giờ đi vào sửa cái mic thứ hai. Cái mic này đơn giản hơn, mic này không có cái lỗi gì lớn cả, là mic này là bị hỏng mỗi cái tiếp điểm pin này bạn này. Khách hàng để pin chảy và nó cháy, nó làm hỏng cái tiếp điểm pin này. Và bây giờ chúng ta đi test mic thử nhá. Tất nhiên là sẽ phải day day để cho pin nó tiếp xúc, để mình bỏ cái này ra cho đỡ vướng này. Mình dày bao giờ nó lên được. À, từ từ mình cạo qua đi. Cái mic này thì khách gửi đến mình chỉ là sửa tiếp điểm pin thôi. Từ từ mình lấy cái dây giáp. Cho nó một cái gì nhỉ? Đâu rồi? Đây. Mình lấy cái giấy bạc bao thuốc lá này mình cho tạm vào để mình nó lên đã. Bạn gấp hai cái mặt nhôm ra ngoài nhé. Bởi vì cái này nó bị thùng mất cái ở giữa này. Nào chúng ta test thử. Bởi vì mic bao giờ gửi đến mình cũng phải test thử và mình quay video test để làm sao để một là xem hiện trạng, hai là mình kiểm tra xem tình trạng mic như nào. Mic vẫn lên bình thường các bạn nhé, nhưng mà nó hỏng cái tiết điểm pin này thôi. Đấy, mình sẽ đi tháo ra để mình thay cái tiết điểm pin này, sẽ xử lý cho bạn ý làm sao mà thay cái sắt này đi này, và đồng thời sẽ xử lý làm sao nó không bị hoen trở lại nhé. Có thể là mình lấy một cái thanh sợi inox như kiểu tiếp điểm pin của các cái điều khiển xịn ý, nó có cái thanh inox nó hàn xong nó bẻ cong này. Cái cong chữ U này này đặt vào đây là được nhé. Làm sao cho đúng cái đầu vị trí đầu pin nên nó cắm vào là được. Có thể mình bẻ chữ M này thì là cái đầu pin vẫn cắm vào được, cho nó đỡ phải dùng cái miếng sắt này. Ok các bạn, mình tạm dừng video, mình đi tháo nhé. Rồi, tôi đã tháo ra rồi, mình đã tháo rồi. Các bạn nhìn này, nên pin nó chảy nước, nó oxy hóa, nó dẫn cả vào trong này này. Nó dẫn cả lên trên này luôn này các bạn này. Và mạch trên này nó cũng bị hoen này. Không biết trong mạch có vấn đề gì không. Sợ luôn. Cho nên các bạn nên nhớ một điều là khi các bạn hát, các bạn cắm pin vào. Khi bạn hát xong các bạn phải bỏ pin ra, đừng quên nhé. Nếu mà các bạn hay quên ấy, thì các bạn ghi luôn cái mẩu giấy. Các bạn dán luôn vào cái thân này này. Tháo pin sau khi sử dụng. Bạn ghi vào đấy. Thì đến lúc mà các bạn nhìn thấy cái chữ đấy, kể cả cái lúc bạn hát xong, xong rồi ngày hôm sau các bạn nhìn thấy cái chữ đấy, kiểu gì các bạn cũng ngứa tay, các bạn sẽ vặn ra để các bạn xem tháo pin hay chưa, thì sẽ không bị tình trạng như này xảy ra nhé. Bởi vì nếu mà nó mà hỏng cái này thì rất phí phạm. Cái nó quả pin nó không đáng bao tiền, nhưng mà khi các bạn sửa mic này này, cả một bộ mic bạn mua mấy triệu bạc, xong cuối cùng nó chỉ bị vì viên pin mà bạn hoen, nó phí cả cái mạch mic nhé. Ồ, cái này cũng may là nó không hoen vào sâu bên trong này, nó hoen chân pin thôi. Chiếc này con bút nguồn là nằm đây này. Đâu xem nào, phải con bút nguồn được không? Không phải, con này không phải bút nguồn nhé. Con bút nguồn bao giờ nó cũng bao gồm một cuộn dây.
cái này nó bị hoen cho nên là rất khó tháo ra đấy. Có thể mình sẽ nhấc mối hàn này ra này, mình để mình nhấc ra để mình nhấc xem chân chân âm nó có ra được không à. Hết sức nhẹ nhàng gãy mạch à, cũng khoai đấy. Thôi sorry các bạn nhé, mình mải làm cho nên đôi khi mình không để ý đến máy thu đâu. Con này mình sẽ cho nó ngấm và mình sẽ tháo nó ra. Phê đấy. Thôi rồi, mình lấy dao chổi mình nách ra cho nó hết cái phần gì đi. Nó rộng ra là nó sẽ ra được. Hơi căng một chút. Nhưng mà nó đang rục rịch rồi bạn ạ. Đấy, nó đang rục rịch rồi. Rồi để mình tháo cái cuối nhé. Cái này nó khá là lớn cho nên mình phải dùng màu hàn sung. Màu hàn sung thì nhiệt độ nó mới đạt được để mà tháo được cái sắt này. Các bạn dùng màu hàn nung thế nào, nhưng mình dùng màu hàn nung mình thấy nó không ổn tí nào. Các cái mối hàn mà cần an toàn thì thường thường màu hàn nung nó làm việc nó nguy hiểm lắm, chỉ sợ mạch nó chết vào trong IC ấy. Bởi vì mình thấy cái màu hàn nung, không biết màu hàn nung của các bạn nó xịn hay như nào, nhưng mà màu hàn nung của mình thấy nó không ổn. Mình mua màu hàn nung cũng có phải là rẻ tiền đâu, nhưng mà không hiểu sao nhiệt độ của nó kém lắm. Căng thế nhỉ. Ăn mặt con này nó ngay dưới cái đèn này cho nên là mình cũng không dám mạnh tay. Mạnh tay phát nó hỏng có đi luôn. Sửa mỗi cái tiêm điểm pin mà đi hỏng cả cái mic thì chết. Lại phải đền nữa mà. Mình thấy cái RP7 nó ngấm khá là sâu rồi này, sao không ra được. Ai chà. Dục dịch ra thế này mà sao không ra được. Thôi để mình tháo nó ra chứ, để thời gian các bạn xem dài quá. Các bạn ơi, cuối cùng là trời không chịu đất thì đất cũng phải chịu trời vậy. Mình đành phải châm mối hàn để rút nó ra. Sợ quá. Ôi giời, đất ký mà không nhổ được này thì các bạn bảo sao nhổ nó ra. Ôi giời, không được. Rồi. Sợ thật. Này thì mình phải sẽ hàn một cái thiếc đi qua cái lỗ này, sợi dây đi xuống và mình sẽ đính luôn cái đầu sợi dây vào cái đầu của cái này này. Mình sẽ rũa đi, mình đính luôn vào đầu này thì đây nó là mối hàn thiếc nhé, thì nó sẽ không bị hoen nữa. Khi cho sợi dây vào nó cũng đàn hồi theo cái lò xo này được rồi. Mình sẽ mài đầu lò xo đi thôi.
tiếp theo này, về đi vệ sinh cái này này, nhổ lốt cái mát này ra này, cọc mát này cũng phải tách. Sợ thật. Các bạn thấy cái việc mà để ai chả để chân pin nó bị hoen nó phức tạp không? Ấy đèn xì như này các bạn này, kinh khủng khiếp. Rồi để mình lấy này, mình vệ sinh bánh sách đi. Cái này thì ngoài RP7 thì không có cái gì vệ sinh, mà cái này nếu mà bạn vệ sinh bằng xăng thì chỉ sợ nó chảy nhựa ra này. Vậy là cái mạch này mà bạn muốn tháo ra sửa thì kiểu gì bạn phải nhổ cái chân mát này ra. Cái thiết kế của cái mic này là thế. À, chân dương này, chân mát. Bạn kiểu gì phải tháo chân dương ra, bởi vì cái lỗ này nó không xuyên xuống dưới được. Bạn nhấc mạch ra bạn vẫn bắt buộc phải tháo cái này ra. Nó không như cái mic này. Cái mic này là thiết kế nhổ là chân dương đi theo này. RP7 nó có cái rất là hay này. Vệ sinh sạch gì mà nó lại làm bóng nhựa, đồ thiết bị nhựa này nó rất là bóng đẹp. Rồi bây giờ chúng ta đi xử lý cái đầu này xem nào. Thank you.
Cái này mình sẽ dùng thước Samsung nhé. Các bạn nhìn này, cái đầu của nó được láng thiếc này, thì cái tiếp xúc pin nó vào cái chỗ thiếc láng này nó sẽ bền hơn nhé. Và bây giờ mình sẽ để lại một đoạn khi nó đàn hồi nó có thể ẩn vào được đấy các bạn. Bẻ cong đi để cho nó khi mà đàn hồi thì nó gấp vào được. Và chúng ta sẽ đoạn này chúng ta sẽ tuốt để hàn vào mạch nhé. Ấy, chân pin bị hoen này, xịt ra với bảy phát nó xuống tận dưới này luôn này. Đấy, các bạn nhìn này, chân đây có hiện tượng đi linh kiện rồi này, con cái chân này là con tụ là đang bị đánh lửa này, từ dương sang âm này. Cái này thì mình sẽ lấy nước rửa mạch để mình cọ nhá, con tụ này sắp đi. Nếu mà không phát hiện ra là đi này, khi điện áp dương âm của nó đang bị cái gì đó là bám vào này dễ đi em bạn ạ. Với mạch này thì mình lấy nước rửa mạch đánh được nhé. Đấy, sạch luôn này. Ok. Nào, còn cái chữ M mà như mình bảo mà. Để mình đi kiếm cái dây inox nhé. Mình tạm dừng video nhé. Để các bạn này. Cái này nó rất là cứng. Và nó inox mà. Thì rất là cứng. Mình uốn kiểu này. Và tí nữa mình sẽ láng cho thiếc vào đây nhá. Tất nhiên là inox nó sẽ không ngấm thiếc, nhưng mà cái tròn này mình sẽ khi mình đổ thiếc làm sao để cho nó hai mặt nó như kiểu là nó, cái này nó dì vào giữa, thành ra thiếc nó sẽ thành cục ở đây, nó sẽ khóa vào cái này lại nhá. Và chân này mình sẽ hàn xuống mạch này. Tiếp điểm mình sẽ dùng thiếc để tiếp xúc nhé. Nếu mà cái này bạn có cái lá đồng ấy, thì nó hay hơn cả. Nhưng mà lá đồng thì nó hay bị hoen.
Đấy các bạn này, hai mặt của nó thiếc nó bám này, thì nó tạo như kiểu có cái gờ để nó không bị tụt thiếc ra này. Thì pin sẽ tiếp xúc với thiếc nhé. Mà chiều cao nó sẽ phụ thuộc vào viên pin đặt vào. Đó, bạn cho viên pin vào và bạn ấn xuống chiều cao nó phù hợp, bạn bắt đầu bạn chốt cái phần dưới. Sâu hơn chút nữa. Mình phải gấp lên chút nữa. Ai à. Một cho chặt cái này này. Gấp cái chân này lên chút nữa này. Cứng quá các bạn ạ. Và nhìn đỉnh viên pin nó phải chọc vào cái thiếc này. Và bây giờ chúng ta đi hàn vào mạch thôi. Cái này nó sẽ có luôn luôn có lực nó bẩy ra nhá, để khi mình hàn vào thì nó đạp sang hai bên của cái lỗ này này. Ôi, thiếc xịn cắt đi, dùng thiếc bình thường thôi. Chỗ nào quan trọng mới cần thiếc xịn? Biết cắt được không? Ai da. Cứng phết. Nào chúng ta đi test pin thử xem nào. Hơi căng một chút. Bởi vì mình đang thiếc là khá dày cho nên này. Hơi căng. Chắc là cho mỏng đi quá. Đi khách lắp pin thì còn dễ. Cái cực bên này hơi dày này.
Thôi mình mài đi vậy, mài cho nó mỏng đi vậy, dày quá. Không được. Làm lõm vào. Bàn cực lõm. Nhanh tay nó lại chảy nhựa này. Rồi, lõm vào, phát vào luôn. Làm cái lõm vào pin nó lại chắc là khác. Ok. Đấy, mình làm cho nó mặt lõm này này. Ok, xong rồi đấy. Công cuộc giải phóng binh nhì đã xong rồi. Giải thoát binh nhì. Ông tô vít không làm chấm không dính. Giải cứu binh nhì. Lẫn lộn chú ý tình. Cũng như mọi khi mình hướng dẫn các bạn nhé, tất cả các tiếp điểm pin này tra chút dầu vào để nó không bị hoen nhé. Cái này mình làm bằng thiếc thì nó sẽ không hoen nữa, xong nhưng mà cái đầu pin của bạn ấy, khi cắm vào đây thì nếu mà cái đầu pin nó bị hoen ấy, thì nó làm hoen cái này của mình, đúng không ạ? Thì khi mà có dầu này nó sẽ không tiếp xúc được với không khí, và khi có cái dung dịch hoen vào thì nó dầu nó sẽ đẩy cái dung dịch ấy ra, nó sẽ không bị hoen nhé. Chính vì thế cho nên là cái này thôi cũng xịt ra với vậy rồi, bẩn quá. Phải vệ sinh hết thì là mới các cái hóa chất nó mới đỡ quay trở lại. Còn hóa chất còn vết hoen thì nó còn hoen. Nó ăn sâu vào trong nhôm luôn bạn này. Đây cái này là gang.
sạch sẽ này. Nó ăn luôn cả gen lên này. Khi mà nó ăn mất lớp sơn rồi thì nó dễ bị hoen trở lại lắm. Chính vì thế cho nên các bạn vệ sinh sạch sẽ nhé. Kê các bạn đến ít cho V7 đây cũng được. Giờ V7 là nó đỡ hoen. Đấy. Cả cục như này mà. May là nó không ăn vào cái gen bên trong này. Nó ăn vào gen này thì xác định không thể là bật mở ra được. Ok.
Ok luôn. Công cuộc giải cứu tiếp điểm pin đã xong nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Xong video này chúng ta sẽ quay trở lại với cái mic đang mất nguồn này nhé. Mình để hết cái video này cũng nửa tiếng rồi. Và chúng ta sẽ quay trở lại với cái mic đấy. Rồi, tạm biệt các bạn nhé.